tôi xin giới thiệu bộ bàn trà BT03. Bộ bàn trà thì sẽ có một bộ hũ, một bộ nồi để dùng để luộc chén, tức là làm nóng chén, hay là một ấm điện siêu tốc. Tôi giới thiệu bạn ấm điện siêu tốc, bộ bàn trà gồm có một ấm pha trà chính, ấm đựng trà, phên lọc nước trà, đựng chén lọc và để ở đó. Đây thì sẽ có 8 bộ ly ngọc màu xanh rất đẹp, hình hoa văn rồng rất là đẹp, 8 chén, 2 hình chú khỉ, còn một bộ dụng cụ gồm thìa xúc trà này, gắp trà này, đũa để ngoáy trà này, hương trà này, thiết bị để lân chén, khi mà đưa chén vào thì lân được, không cần phải móng tay. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng có một chú cóc này, một chổi để bạn quét gạt tàn bụi này. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lắp bộ phận ấm trà điện. Đầu tiên thì cái ấm điện thông minh này thì nó sẽ có một cái vòi để tháo rời ra, thì bạn cần phải lắp vào đây. Tôi sẽ hướng dẫn lắp sau. Để thế là chúng ta lắp bộ phận ở dưới. Và chú ý cái ấm trà điện này, ấm trà rất là thông minh. Nó sẽ có đường cấp nước vào, và có thể mắc một ống nước, một nước đi kèm theo, các bạn sẽ tẩm ra mắc vào. Bạn tẩm ra, bạn sẽ nắp vào đây, một đầu bạn sẽ nắp vào đây, cắm lại, cắm chặt vào, bạn sẽ luồn xuống dưới này, để bạn đưa ra đường nước. Đưa ra bình nước này, trực tiếp bình nước ở dưới thấp luôn, hút được lên có bơm. Một phần dây điện luồn hết tất cả xuống dưới đúng vị trí như thế này. Đấy, sau khi mà bạn đã lắp xong cái ống nước hút, đường nước hút, dây điện luồn, bạn tiến hành là nắp cái cổ này. Đấy, nắp cái cổ này thì bạn chú ý bạn xoay hai vị trí, như khi nào nó kịch bạn để một vị trí nó quay về đến ngoài cùng. Cắm đầu ống này lên, cắm cái ống này vào cái đầu lỗ nước này, tôi sẽ cắm cho bạn xem. Các bạn cắm chặt xuống. Ở trên này có ba cái chân, các bạn chú ý là bạn lắp vào, bạn đặt xuống, nó khớp nhau. Bạn xoay theo ngược theo chu kỳ đồng hồ, tự khóa lại. Nhưng mà trường hợp mà bạn lắp vào khi nó kịch như thế này là chưa được, thì bạn chuyển sang một giác khác, bạn chuyển sang giác bên này, giác sang bên này, điều chỉnh. Đấy. Ống này có thể quay được góc 180 độ sang hai bên. Để lắp xong thì bạn sẽ đặt, bạn nên nhớ là vị trí này thì có hai vị trí, một là cái nồi luộc chén này, luộc chén này bạn đặt ở phía ngoài, cái hai là cái ấm nước và phía trong. Phía trong thì khi bạn đặt xong thì bạn cắm vòi nước vào bình nước, cắm vào bình nước. Đây là dây điện của bàn trà, thì chú ý là bàn trà thiết kế tại Đài Loan và Trung Quốc nên là nó có 3 chân một dây trung tính, thì chúng ta không cần, tôi bẻ đi, tôi đã bẻ đi rồi. Bạn kết nối điện 220, thì bạn kết nối vào bàn trà sẽ kêu tít, tức là đã kết nối vào điện nguồn với cả điện. Đây, bạn có thể nhìn thấy ở bên vị trí này nó hiện chữ on, tức là đang tắt. Thì việc đầu tiên bạn sẽ nên nhớ, đầu tiên đây là bơm nước, chế độ làm nóng cái nồi luộc chén. Đây là chế độ bảo ôn, là chế độ đun sôi tức thì đến 100 độ máy sẽ ngắt. Đây là chế độ nguồn, đây là chế độ off tức là đang tắt. Bạn kích một lần đầu tiên sẽ là mở khóa, kích lần thứ hai. Đó. Lần thứ hai khi mà trên cái bàn trà này hiện lên những vạch đỏ không có số thì là điện đã vào bàn trà, bạn có thể đun nước, thì bạn quay cái vòi lại sang bên này. Khi mà vòi nước này đã cắm vào trong bình, bạn bấm chế độ bấm nút bơm nước, thì bạn bấm. Đấy. Khi làm lên đèn đỏ thì nước sẽ tự bơm và sẽ hút lên. Các bạn chú ý là các
cái bình nước này bơm thì nó sẽ bơm khoảng 0,6 lít trong một lần bơm. Nếu mà bình nồi nước đang còn đầy thì nó sẽ bơm tràn, và nó khi không có nước thì nó bơm ở chế độ mà khi gần đầy bình nó sẽ đầy. Bạn lại xem, nó bơm trong khoảng 23 giây và nó sẽ đầy nồi nước này. Thế sau khi xong bạn có thể bơm nó, bạn thì bấm cái nước này để làm nóng cái nồi đó. Đấy, nó hiện số 800, tức là đang làm nóng. Và thì sau khi làm nóng đó thì trong lúc chờ đợi thì các bạn bật cái ấm này quay vào sang đây. Bạn sử dụng chế độ bơm, bấm một lần, bấm một lần nữa. Khi nào đèn đỏ lên thì sẽ là được. Có thể một lần, hai lần do chế độ an toàn của nhà sản xuất, nên là bấm một lần. Lần đầu tiên là sẽ là mở chế độ an toàn, lần thứ hai bắt đầu bơm nước sẽ bơm. Các bạn nhìn sẽ đếm ngược đồng hồ, ngược từ số 23 giây đến khi nào không thì sẽ dừng lại. Nếu mà bạn muốn nó dừng lại ngay thì bạn phải bấm lên bạn dừng lại luôn đó. Nhưng mà dừng rồi thì bạn có thể đóng nắp lại, bạn bật chế độ đun nước, bạn bật đây. Và đây thì nước đang báo nhiệt độ của nước hiện tại đang là 31 độ C và đang là nóng nước. Các bạn phải nhìn bình nước ở trong này đang bắt đầu chuẩn bị nóng. Và chế độ làm sôi nó dư cứ khoảng 1 phút đồng hồ. Trong chờ đợi đấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là ấm trà chính, bạn cho trà đây là pha. Khi mà pha trà xong thì các bạn cầm cái chén này đưa đây lọc trà, trà rất là tinh khiết. Xong bạn để đây, có thể là chén bạn cho vào luộc, hoặc là khi bạn đã luộc rồi bạn bỏ đây, rót nước, mời khách. Nhưng mà khi mà chén trà nóng, bạn thể dùng cái dụng cụ này, dụng cụ này, đưa dưới này, phải lên đi, đưa cho mọi người, đặt xuống bàn không sợ nóng. Là sau lúc chờ đợi thì nhiệt độ của nước đang lên là 42 độ C rồi, bạn phải thấy nhiệt độ lên, nước đang chuẩn bị reo. Đấy. Khi mà nước được 100 độ C thì nó sẽ tự động tắt. Đấy. Các bạn nhìn khi mà nước đã đun lên 100 độ C thì cái này sẽ tự báo tít tít là tắt. Nó đã đủ điện để tắt. Đấy, tít tít đã tắt. Đấy, bạn nhìn nước đang sôi 100 độ C, rất là sôi, rất là nóng. Bạn chú ý sờ vào đây là sẽ bị bỏng, tại vì vỏ làm bằng inox thì sẽ giữ nhiệt rất là lâu. Nếu mà trong trường hợp khi bạn pha trà xong, bạn nhấc lên, bạn pha trà xong, ví dụ bạn pha trà xong. Đây là không? Bạn lại đặt ở vị trí này. Nếu như bạn không tắt đúng nguồn thì nước sẽ khi bạn giảm nước xuống 90 độ C thì nó sẽ tự đun lên 100 độ C và nó sẽ tự tắt ngắt tiếp. Còn nếu bạn sử dụng chế độ bảo ôn, khi mà bạn có thể đặt ở 60 độ, khi nước dưới 60 độ thì nó sẽ tự đun sôi lên 100 độ. Còn nó có thể thiết đặt đó, bạn có thể đặt là 90 độ C bảo ôn 90 độ C, bạn giữ chặt lúc này. Bạn nhả ra thì nó sẽ khoảng độ 5 giây sau thì máy sẽ tự kêu tít tít, thì là đã xác nhận chế độ bảo ôn từ 93 độ trở lên. Bạn nhấc ra đặt vào thì xác nhận luôn như thế, mà không bao giờ nguội. Nếu bạn muốn đun nóng cái bình bên này thì bạn lại bấm nút này. Đấy, bấm nút này thì tự động sẽ làm nóng như đấy, và công suất mặc định nó là 800W. Bạn tắt bật, và nếu bạn không dùng nữa thì bạn có thể tắt nguồn. Nếu mà nhà có trẻ con bạn có thể tắt nguồn, cứ chặt như này hết chiếu off là tắt. Đấy, cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi. Ok. Thank you.